dễ thở hơn khi đối đầu với những cái kèo đối đầu nó có lẽ mềm hơn. Bên phía của Saigon Avenger cũng như vậy, họ hoàn toàn có thể khiến cho cái kèo đối đầu Omen Vered không xảy ra nếu như đẩy Vered ra không đường giữa và đẩy Ignis đi cay được bất ngờ trong mùa giải trước hay không. Đây là trận thi đấu đầu tiên và nó đã bắt đầu khoảng 30 giây và tên lính đường giữa đã được giải quyết từ Ignis của Minis. Vâng, và đây là một chút khó chịu quấy rối và phần rừng đến từ vị trí của Poseidon. Anh ta đang lang thang trong khu vực rừng bùa xanh của đối phương và có một pha gõ choáng tốt. Nhưng rất tiếc là con bùa xanh thì nó vẫn thuộc về KT và có lẽ mục tiêu của họ chỉ là cướp đi những con quái nhỏ này mà thôi. Nhưng họ sẽ cướp quái con, họ định cướp cả hai con quái con nhưng không thành công. Rất may trong tình huống vừa rồi là Lucy không thể kéo chúng con quái, bởi nếu không thì họ sẽ sôi khỏng bỏng không. Dù sao đi chăng nữa thì họ cũng đã gây ra một vài khó chịu với Roker của KT. Như vậy KT sẽ đi đường rừng và Rin sẽ là người đánh xạ thủ ở trong trận thiếu này trong đội hình của Adonis. Vâng, Lucy vừa có một pha thi đấu rất tỉnh táo. Nếu như anh ta lên cao chắc chắn rồi, Poseidon chờ sẵn ở đó và để có một pha gành ngay từ những cấp độ đầu. Nhưng hiện tại anh ta đã lùi vào cái trụ này thì nó chỉ bị cấu đi một chút máu thôi. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là Lucy, anh ta đã bị mất một tên lính. Lucy bị mất một tên lính, nhưng đó là điều kiện để khiến cho KT lên được cấp độ 4, bởi KT chính là người hưởng hai con lính trong tên lính vừa rồi của Lucy. Và anh ta đã có cấp độ 4, Minis gặp nguy hiểm. KT vừa có một phát xử lý hơi chán ở trong tình huống vừa rồi. KT đã bật chiêu cuối, anh ta bắt đầu băng vào những bé mập là người tấp báo. Bé mập không thể nào bỏ chạy được và chiến công đầu nó dành cho Mesu. Một chút lợi thế nho nhỏ dành cho Saigon Avenger, họ sẽ tiến ra con rơi quỷ ngay thời điểm hiện tại. Một pha dùng chiêu hơi mù mắt của KT và anh ta không thể lao vào vị trí của người chơi đường giữa của đối phương. Và người trả giá trong tình huống vừa rồi là bé mập. Con rồng đầu tiên đã được khởi động bởi Saigon Avenger. Họ đang thi đấu vô cùng tự tin ở trong trận đấu này, đối đầu với một Adonis với rất nhiều những tuyển thủ được biết tên, thì Saigon Avenger vẫn đang có được thế chủ động ở trong những phút đầu tiên. Thậm chí ở khu vực đứng trên, Mesu còn đang lấn lướt so với vị trí của Lucy. Vâng, rõ ràng là với một điểm chiến công đầu và một chút lợi thế về mặt nhân sự như vậy thì Saigon Avenger họ đã làm rất tốt khi đã ăn nhanh cho mình con dầu hoa cá và qua đó thì giãn cách một chút về mặt lượng tiền, khoảng đâu đó 600 tiền. Trong trận thi đấu này thì có đến chỉ có duy nhất một cái chuyển sinh thôi. Và đây là Rin vừa sử dụng tốc biến rất hoàn hảo cho pha thi đấu vừa rồi. Và Rin có một điểm tốc biến kết hợp chiều cuối đã lấy đi được cái mạng của người chơi trợ thủ bên phía Saigon Avenger. Và bây giờ thì họ sẽ tiến hành cướp vào con bùa đỏ này. Mesu lao ra đây cố gắng cò quay để giữ lại con bùa đỏ nhưng không thành. Có vẻ như anh ta đang cò quay câu kéo chờ những người đồng đội của mình đến tương đối tốt. Slim không có góc phi và anh ta không thể nào cản được những thành viên của Adonis lùi về. Nhưng Adonis đã có con bùa đỏ của đối phương, đồng nghĩa với việc Slim sẽ hơi thọt trong những phút sắp tới. Anh ta sẽ bắn nhưng không kèm hiệu ứng làm chậm đến từ con bùa đỏ. Người đi rừng của bên phía Saigon Avenger, anh ta đã có một tuổi thơ khá ổn nhưng đến thời điểm hiện tại thì anh ta sẽ không có một con bùa đỏ đầu tiên. Đây là Mesu vẫn đang thi đấu rất năng nổ. Vâng, rõ ràng là ở thời điểm hiện tại Saigon Avenger vẫn tỏ ra là một đội tuyển non kinh nghiệm hơn so với Adonis. Sự già dơ của Adonis khiến cho họ tuy ở thời điểm đầu có một vài giây phút bất cẩn khiến họ mất chiến công đầu, nhưng rất nhanh họ đã biết cách để lấy lại lợi thế qua việc lấn sân vào phần bùa đỏ của đối phương. Và đây sẽ là một cú bắt vào Rin. Wow, Rin chạy được và chạy rất nhanh trong tình huống vừa rồi. Rin đang không có tốc biến và Rin cần phải lùi về rất nhanh và Rin đã làm được điều đó. Đây là con quái con. Rin không giữ lại được con quái con này, nó nằm trong chân của Score. Và bên phía của Saigon bây giờ vẫn đang thi đấu rất sòng phẳng với đối phương. Một trận thi đấu hay. Bởi ở thời điểm hiện tại thì Saigon Avenger chưa tỏ ra mình thua thế chút nào so với đối phương. Cả một pha khép góc rất hay đến từ KT. Và có vẻ như Mesu đang không thể giữ trụ trong tình huống này. Vâng, họ sẽ băng trụ. Lucy đang cố gắng chém trụ và cái trụ còn khoảng 1/3 máu. Có sát vực được đặt ra nhưng các thành viên của Adric quyết định lùi. Họ không cố tham vào cái trụ này khi biết rằng quá liều lĩnh. Một pha ép trụ khá bài bản đến từ Adonis với chỉ hai thành viên. Nhưng họ ép góc về của Mesu và khiến cho bên phía trụ đường trên nó chỉ còn một chấm máu mà thôi. Lucy sử dụng sát vực để khiến cho Vered không thể tiếp tục lao lên quẩy trong tình huống vừa rồi. Đây là bé mập. Bé mập vẫn chưa dùng chiêu, bé mập biết được Poseidon ở đâu. Vâng, và đây sẽ là những tình huống hỏi thăm nhau của Lê Bảo Bình thôi. Poseidon đã phải lùi về bởi vì quá nguy hiểm khi Wicked cũng đã xuất hiện ở đây. Và ở thời điểm hiện tại thì lượng tiền gần như không có một sự chênh lệch nào cả. Và trăm tiền không phải là vấn đề. Một pha lao cơ khí và chỉ một chút nữa thôi nó trúng vào bé mập thì có thể tạo tiền đề cho một pha tổng tấn công của Saigon Avenger. Saigon Avenger vẫn đang duy trì được một lượng tiền rất ổn trước một đội tuyển mạnh, đó là Adonis. Adonis đã có sự bổ sung
và với KT rõ ràng là họ mạnh hơn, nhưng Saigon Avenger không tỏ ra yếu thế. Đây là con rồng thứ hai của trận thi đấu này và nó đã được khởi động bởi KT. Trên khu vực trên thì có vẻ như Metsu đang thấp máu, score khu vực dưới cũng thấp máu, nhưng đây là con rồng thứ hai và nó dành cho Adonis. Vâng, vừa rồi là một vài tình huống mà rất kinh. Vâng, nhưng chưa thể nào có được một bàn hạ gục tiếp theo. Hai đội tuyển vẫn đang thi đấu một cách tương đối là an toàn chậm rãi, nhưng Metsu đã bị quật rất đau và anh ta có lẽ vâng tích được nội tại của mình và tạm thời là phòng thủ thành công mà không gặp quá nhiều nguy hiểm. Omen cũng đã lùi lại rồi, nhưng đây sẽ là một tiếng gánh đến từ vị trí của bé mập. Cái trụ đang bị cản và vẫn sẽ có trụ đầu tiên dành cho Adonis. Một cú bộ rất hay của bé mập. Barcelona thấp bóng, Barcelona bị hạ gục, sau đó là score trang không. Score lùi về được nhưng bé mập vẫn đang tràn lên. Bé mập thấp máu rồi và bé mập bị hạ gục trong tình huống này. Trong khi đó ở khu đường trên thì lớp C sẽ có trụ chẳng. Khi chắc chắn mà Metsu đã phải về nhà hồi phục thì lớp C vẫn đẩy lính và anh ta sẽ có trụ một pha thi đấu khôn ngoan của lớp C. Vâng, chắc chắn rồi. Với lợi thế của mình, tôi có thể nhận thấy rằng sự kinh nghiệm già dơ của Adonis đã giúp cho họ có được những bước di chuyển rất trên chân so với đối phương. Và thậm chí ở thời điểm hiện tại họ đã có lợi thế là hai cái trụ và cũng đã có một chút sự giãn cách về mặt lượng tiền so với đối thủ. Nhưng lượng cách giãn cách là không nhiều và bên phía của Saigon Avenger hoàn toàn có thể đánh tốt được bởi họ sở hữu một con bài rất mạnh về sau. Đó là Slim, một con bài hoàn toàn có thể lớn được trong giai đoạn sau. Đây là KT, KT thấp máu trong giai đoạn này. Vâng, KT thậm chí còn không có chiêu cuối trong tình huống vừa rồi. Chiêu cuối chỉ vừa kịp hồi thôi. Nếu như các thành viên của Saigon Avenger họ dồn đam thì KT hoàn toàn có thể phải nằm xuống. Con màu xanh vừa rồi nó dành cho KT. Đây là bé mập. Bé mập không bốc được Barcelona ở lại và có lẽ họ sẽ lùi về mà thôi. Dian vừa có một cú giáo chính xác nhưng chưa thể ngăn cản được sức tấn công của Adonis. Adonis vẫn đang ép sân đều khắp các mặt trận và khiến cho bên phía của Saigon Avenger mặc dù không bị thua thế quá nhiều về mạng hạ gục, nhưng về mặt thế trận thì Saigon Avenger đang phải thủ. Vâng, lượng tiền hiện tại của Slim, người có thể gánh team được của Saigon Avenger, đang là 3.600 tiền. Và hiện tại thì anh ta cũng chưa thể lên được cho mình những trang bị trấn phái, ví dụ như là cái thanh kiếm. Và có lẽ là phải chờ thêm đâu đó khoảng tầm ít nhất là 5 phút nữa thì Slim mới có thể lớn được. Còn ở khu vực đứng trên thì đã có một cái sân vực bật ra. Metsu là người bị giữ chân lại, thì quay về 3 thành viên của Adonis thì chắc chắn rồi, Metsu sẽ phải nằm. Và kể cả có cho mình cái liềm đoạt mệnh thì anh ta cũng không thể nào tồn tại được lâu hơn. Đây là Dian, anh ta không có sự bảo kê của những người đồng đội của mình và anh ta buộc phải lùi về. Ở bên phía cánh dưới thì Rin cũng đang có lợi thế so với score. Rin đang có lợi thế so với score nhưng Dian đến. Nhưng Rin đã hạ gục được score và lùi về. Ở đường giữa thì sao? Đường giữa sẽ có trụ rồi, chắc chắn rồi. Bên phía Adonis họ đang đẩy nhanh nhịp độ của trận đấu và đã có một pha địa giáp chuẩn xác. Bắt lại được Miz. Miz cố gắng bỏ chạy về và anh ta lùi về thành công. Nhưng hiện tại thì bên phía Adonis Esports có vẻ như họ kiểm soát hoàn toàn phần rừng của đối phương. Và với thế trận kiểm soát như thế này thì có thể coi rằng họ sẽ hướng ra con tà thần Caesar rất sớm. Biết cách kiểm soát bản đồ, biết cách ăn mục tiêu lớn. KT cũng như đồng đội của mình đang ép bản đồ một cách tương đối ổn. Mùa giải năm ngoái thì Adonis thất bại bởi họ không hề luyện tập ở trong bất kỳ vòng đấu nào. Mùa giải năm nay họ có thêm sự bổ sung chất lượng mang tên KT và có vẻ như họ cũng đã luyện tập tốt hơn. Di chuyển là khá bài bản đến từ bên phía của Adonis và kỹ năng cũng là tương đối cao. Rin đang thực sự thích hợp với vai trò xạ thủ khi anh ta solo queue thắng liên tục với người chơi ở bên phía đối phương. Đó là Score, người chơi đã từng là một tuyển thủ của Adonis trong quá khứ. Vâng, và ở thời điểm hiện tại thì lượng tiền đã giãn cách lên một con số khá lớn rồi, nó phải lên tới 4.000 tiền. Và trong khi đó Slim, tôi chưa nhận thấy sự xuất hiện của Slim chưa thể nào tỏa sáng được trong game đấu này. Và với một lối chơi tương đối là mờ nhạt như vậy thì rất khó cho Saigon Avenger có thể lật kèo được trong game đấu này. Và sẽ là một pha ép trụ ở đứng dưới. Nhưng cơ hội của họ vẫn nằm trong tay của Slim mà thôi. Bởi ở thời điểm hiện tại Slim đang có KDA là 101 và có một lượng tiền là hơn 5.000 tiền. Slim cần thêm thời gian. Và liệu bên phía Adonis có cho họ thời gian này hay không? Pha tràn vào phương giữa đến với Adonis. Quyết định bỏ những Poseidon. Poseidon rất may mắn là anh ta chỉ còn lùi về với khoảng đâu đó một vài giọt máu lẻ mà thôi. Có thể thấy là cái pha hơi thở độc hại của Preta nó mạnh mẽ đến mức nào và chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì sẽ có thêm điểm hạ gục. Con rồng nó đang nhổ vào cái trụ nhưng nó cũng đã hết máu. Bên phía của Saigon Avenger họ thủ được trụ đường dưới nhưng ở đường trên lớp C đang đẩy lén và lớp C đã có được cho mình khoảng 1/2 cái máu trụ đường trên. Tiếp tục tấn công vào trụ đường giữa, Adonis đang thực sự muốn tạo được càng nhiều máu trụ càng tốt.
họ đã lấy được toàn bộ dàn trụ đường ngoài và đang muốn lấy dần đi cho mình lượng máu trụ đường trong, và họ đã làm được khá nhiều trong những giai đoạn vừa qua. Vâng, Saigon Avenger tương đối bế tắc khi ở thời điểm hiện tại họ chỉ co cụm lại phòng thủ ở trong nhà mà thôi. Nhưng bây giờ thì sẽ là một pha ép trụ siêu cấp đầu tiên, và tôi nghĩ sẽ có trụ dành cho Adonis. Một cái trụ đầu tiên lao cơ khí chuẩn xác trúng vào cây tỉ. Verret đang quẩy nhưng anh ta cũng phải lùi về rất nhanh. Địa giam được tung ra nhưng nó không giữ lại được bất kỳ một thành viên nào cả. Có lẽ địa giam dùng để ép trụ sẽ là hợp lý hơn. Bé Mập bị quay, bé Mập bị đánh, bị dồn sát thương. Bé Mập đang sắp bị a gục và đã bị a gục. Một pha dồn sát thương khá hay đến từ Saigon Avenger, nhưng họ cũng đã mất đi một đường lính siêu cấp. Đây là khoảng thời điểm mà Adonis sẽ lùi về để kiểm soát tài nguyên, và sau khi con tà thần xê ra thứ hai của thời thiếu này xuất hiện, có lẽ Adonis sẽ muốn kết thúc đi trận đấu hoặc là ba đường lính siêu cấp. Nhưng Saigon Avenger cần phải vùng lên ở ngay trong giai đoạn này. Slim đã có Muramasa, và đó có lẽ là cơ sở để bên phía của Saigon Avenger bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển bại thành thắng. Nếu như họ muốn làm thì họ cần phải làm ngay lúc này. Còn nếu như để cho Adonis kiểm soát mục tiêu thêm một lần nữa thì có lẽ nhà của Saigon Avenger sẽ là một cái sân bay. Vâng, con tà thần sẽ ra tiếp theo. Nó chỉ còn khoảng 10 giây nữa sẽ được xuất hiện, và đây sẽ là mấu chốt của vấn đề. Đội tuyển nào có được con tà thần này thì gần như chắc chắn sẽ có. Nếu như đó là Saigon Avenger thì hoàn toàn có thể có một pha lật kèo. Còn nếu như Adonis Esports là đội tuyển sở hữu con tà thần sẽ ra thì chắc chắn rồi, họ sẽ là đội tuyển giành chiến thắng. Và đây là bé Mập. Bé Mập đã sử dụng cho mình đó là địa giam nhưng không trúng ai. Nhưng vẫn có lao lên đến từ KT. Poseidon thấp máu, Poseidon có thể bị a gục, đã bị a gục bởi Rin và KT. Slip không dám ném. Thì có lẽ là bên phía của Saigon Avenger sẽ tan vỡ chẳng. Mesu anh ta đã phải lùi về rồi, anh ta tạm thời giữ được cái mạng của mình. Nhưng đội hình của bên phía Saigon Avenger họ mất một người. Vâng, lấy gì ra để thủ trụ đây? Vâng, Min vẫn cố gắng thổi lửa đi để dọn dẹp quái vật. Anh ta tạm thời làm điều đó thành công, nhưng chỉ một tên lính mà thôi. Ở đường trên đã có trụ siêu cấp dành cho Adonis Esports, và họ sẽ lùi về tiến ra con tà thần Caesar để đánh chuẩn bài hơn, không cho đối phương một cơ hội nào cả. Lovesy vẫn đang rất khó chịu ở khu đường cánh và khiến cho Adonis thoải mái ăn cho mình con tà thần Caesar này. Bên phía của Adonis đang tràn trề cơ hội để có được ba đường lính siêu cấp, thậm chí là cả trận đấu này. Một pha lao lên đến từ Saigon Avenger ở đúng thời điểm mà họ buộc phải lao lên. Nhưng quan trọng là họ không đánh nổi. Slim vẫn chưa đủ sức để bắn được đội hình của Adonis. Trong khi đó Adonis lại có quá nhiều họng súng. Cả bốn thành viên của Adonis đều có thể đóng vai trò là một họng súng. Trong khi đó thì bé Mập lại quá trâu. Và có vẻ như Saigon Avenger sẽ lại phải thủ. Họ sẽ thủ ra sao với con tà thần xê ra thứ hai, con rồng tiên phong thứ hai này? Jin đã bắn rất đau. Vâng, có may mắn về được và lại một pha lao cực kỳ chuẩn xác. Nhưng dường như là nó không ăn thua với bé Mập, bởi vì bé Mập ở thời điểm hiện tại anh ta quá lực lượng so với đối phương. Địa giam để cao tốc và sẽ có trụ siêu cấp thứ ba, sân bay được thành lập là cái chắc chắn rồi. Nhưng KT không còn nhiều máu, anh ta bật chiêu cuối của mình và sau đó lùi về. Mesu tấp máu, Mesu có thể sẽ phải đập, nhưng đây là chiêu cuối đến từ Vaja nhằm tải tá đám đông. Lính đang tràn vào, KT muốn đánh nhà. Anh ta sẽ có chiến thắng trong game đấu đầu tiên giữa Adonis Esports cùng với cả Saigon Avenger. Bỏ qua giao tranh thì KT, Lexi và Badun tiến thẳng, bởi anh ta đã là một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp đến thời điểm hiện tại. Cùng với đó thì khả năng thi đấu ở CDB có lẽ là thoải mái với KT. Vâng, và có lẽ lượng đồ, lượng trang bị cũng đã nói lên tất cả rồi. Lượng tiền và 83 đó là chênh lệch về lượng KDA. Và MVP đến từ bên thua nó thuộc về Minis. Và có lẽ sát thương gây ra của anh ta cũng là nhiều nhất. Nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể giúp cho Saigon